Ảnh hưởng của 4 đợt dịch COVID-19 liên tiếp trong gần 2 năm qua, nhiều chủ nhà ở Hội An, Quảng Nam treo bảng cho thuê, giao bán vì không cầm cự được. Trải qua 4 đợt dịch COVID-19, hầu hết các hàng quán, cửa hàng tại phố cổ Hội An, Quảng Nam phải đóng cửa vì không có khách đến tham quan mua sắm. Các tuyến đường trước đây luôn luôn đông đúc du khách như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu này vắng tanh. Các cửa hàng kinh doanh vải, quần áo, ăn uống đóng cửa gần hết. Nút giao Trần Phú, Bạch Đằng là khu vực trung tâm thuộc phường Minh An, thành phố Hội An. Trước khi có dịch COVID-19, lượng du khách tham quan, mua sắm, ăn uống vô cùng đông đúc. Tuy nhiên, theo người kinh doanh tại đây, họ phải đóng cửa gần một năm do không có khách. Nhiều ngôi nhà cổ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai treo bảng cho thuê hoặc bán với giá hàng chục tỷ đồng vì không thể cầm cự được. Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay đã có từ 70-80% các doanh nghiệp kinh doanh tại phố cổ Hội An trả mặt bằng vì mức thuê cao và không có khách. Một chủ nhà hàng trên đường Bạch Đằng, phường Minh An chia sẻ rằng, trước đây, nhà hàng của chúng tôi thuê 300 triệu đồng một tháng, một ngôi nhà 2 tầng có 3 mặt tiền, lượng khách rất đông đúc, gần như kín du khách trong và ngoài nước. Nhưng do 4 đợt dịch COVID-19, khách nước ngoài không có, đành phải bán cà phê cầm chừng. Doanh thu hàng tháng cũng không bao nhiêu nhưng vẫn phải mở cửa. Ngôi nhà 2 tầng với diện tích 200m² trên đường Nguyễn Thái Học được chủ nhà ra bán với giá 60 tỷ đồng. Theo người này, trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đây là nơi sầm uất và được cho thuê làm nhà hàng. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên người kinh doanh trước đã trả mặt bằng và hiện phải đóng cửa để giao bán. Ngôi nhà tại ngã ba Trần Quý Cáp, Nguyễn Thái Học ở cạnh chợ Hội An cũng được chủ nhà treo bảng cho thuê. Theo những người dân tại đây, lúc trước đây là cửa hàng lưu niệm rất đông khách mua sắm, nhưng vì không có khách nên người thuê đã phải trả lại mặt bằng. Còn tại đường Trần Phú cách chùa Cầu khoảng 20m, trước đây là khu vực nhộn nhịp khách tham quan mua sắm, nhưng do dịch bệnh ảnh hưởng, hàng quán tại đây hầu hết phải đóng cửa. Chủ ngôi nhà số 182 Trần Phú cho biết, trước dịch mức giá cho thuê nhà là hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch nên mức giá cho thuê chỉ còn từ 30-50 triệu đồng.